Bên Ngô của BBC tiếng Việt xin mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn bà Vũ Minh Khánh. Bà là vợ của luật sư Nguyễn Văn Đài đang bị cầm tù tại Việt Nam về tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 của Bộ luật hình sự. Thì thưa quý vị, tháng 12 năm ngoái thì luật sư Nguyễn Văn Đài đã bị bắt ở tại Việt Nam và tháng 4 năm nay thì bà Vũ Minh Khánh đã lên đường sang Mỹ để vận động trả tự do cho chồng. Thì xin hỏi bà là đến hôm nay thì gia đình có tin tức gì về ông về cũng như là phiên tòa diễn ra sắp tới ạ? Dạ vâng, hiện nay thì tôi hoàn toàn cũng chưa biết một chút tin tức nào của chồng tôi cả, bởi vì chồng tôi bị giam cách ly từ khi bị bắt đến nay là đã hơn 4 tháng, nhưng mà tôi hoàn toàn không biết gì về tin tức của chồng tôi, vì tôi chưa được thăm gặp chồng cũng như là luật sư cũng chưa được phép tham gia vào vụ án. Thì hôm 16 tháng 4 vừa rồi là hết tròn 4 tháng cái lệnh tạm giam đầu tiên. Thì luật sư của chúng tôi có gửi công văn cho công an để đòi hỏi về cái quyền tham gia vào vụ án, nhưng mà rất là đáng buồn là nhận được cái công văn trả lời của Bộ Công an là tiếp tục gia hạn điều tra, và cho nên là luật sư vẫn chưa được cho phép tham gia vào vụ án. Vâng, đó là cái tin tức gần đây nhất ạ. Trong cái chuyến đi vận động chồng ở New York thì bà có cái tâm tư gì muốn chia sẻ với lại bạn đọc của BBC ạ? Dạ vâng, trong cái chuyến đi vận động lần này thì tôi cũng đã đến được rất là nhiều những cái cơ quan của hiện nay cái hành trình của tôi ý, thì gồm có đi tới Mỹ này, tới Canada này, tới một số nước ở châu Âu, tới Úc. Và hiện nay thì tôi vẫn đang ở Mỹ, và ở tại đây thì tôi cũng đã gặp được rất là nhiều các cái cơ quan chính giới của Mỹ, nhiều các dân biểu Bộ Ngoại giao, và tiếp xúc với rất là nhiều người trong cộng đồng người Việt. Và tôi cũng thấy được rất là nhiều những cái tâm tình của mọi người trong cái việc đấu tranh vì nhân quyền của Việt Nam. Và tôi cũng thấy được cái tấm lòng ủng hộ của rất là nhiều người trong chính giới, và thực sự tôi cũng rất là xúc động khi mà gặp họ và thấy được cái sự nhiệt thành, thấy được cái tấm lòng của họ, thấy được cái sự thấy được cái tình cảm của họ và cái sự chia sẻ cũng như là họ sẽ sẵn sàng để giúp đỡ tôi trong cái công cuộc vận động này. Thì tôi cũng rất là cảm động, và cũng như là rất là nhiều người cộng đồng của Việt Nam và tại hải ngoại, thì tôi cũng thấy được cái tấm lòng cho một Việt Nam có nhân quyền, một Việt Nam giàu đẹp, một Việt Nam với sự công bằng văn minh, thì tôi thấy luôn xuất hiện ở trong tấm lòng của mỗi người khi mà tôi đến nơi. Đó là cái chia sẻ của tôi. Trong cái chuyến đi này thì bà cũng tiếp xúc với những tổ chức hoạt động xã hội ở bên đó và những tổ chức của người Việt, thì hỏi bà có quan ngại khi mà bà sẽ gặp rắc rối khi trở về Việt Nam sau này không ạ? Dạ, đối với tôi, theo cái suy nghĩ của tôi ấy, thì tôi không có làm điều gì xấu cả. Tôi luôn luôn làm cái gì tôi cảm thấy nó là điều đúng. Cái vấn đề đấu tranh cho nhân quyền thì đây là vấn đề văn minh của nhân loại và cả thế giới, cũng như là bất kỳ một ai là một con người có lương tâm, có trách nhiệm với cả cộng đồng, với xã hội, và đặc biệt là những ai đang là những người quan chức trong chính phủ thì phải là những người đầu tiên để nói lên cái tiếng nói nhân quyền cho người dân. Và tôi cũng đang làm cái công việc của chính những người quan chức cần phải làm. Vì vậy tôi cho rằng việc làm của tôi là chính nghĩa, và còn cái việc gì nó thuộc về vấn đề không chính nghĩa mà có thể bị tra hỏi, bị gây khó khăn, thì cái việc đó tôi lúc này thì là cái việc mà tôi buộc phải đối diện. Là bởi vì bà có là một người vợ thì bà có bao giờ bà nghĩ gì về cái hành động của chồng bà, và bà có bao giờ ngăn trở ông ngưng con đường hoạt động để tránh rủi ro cho gia đình hay không? Dạ, là một người vợ thì tất nhiên tôi cũng luôn lo lắng cho chồng của mình, và đương nhiên mình phải lo lắng cho gia đình ở đó. Nhưng mà những cái điều mà tôi những cái điều mà tôi thường xuyên ở bên cạnh thì tất nhiên thì tôi cũng
mà mình luôn động viên khích lệ để làm sao đó chồng mình luôn luôn làm những việc nó thật là ôn hòa, nó thật là đúng với cả cái lương tâm, cái trách nhiệm và cũng giúp đỡ. Nhưng tất nhiên chúng tôi cũng rất là e ngại trong cái vấn đề khó khăn bị ngăn trở, nhưng mà thực ra thì chúng tôi cũng hiểu rằng đó là cái con đường, đó là sự chính nghĩa mà chúng tôi đã lựa chọn và chúng tôi làm theo cái điều mà mình cho rằng điều đó là đúng, nó phù hợp với và nó được bảo vệ bởi luật nhân quyền quốc tế cũng như là chính hiến pháp Việt Nam đã quy định. Luật sư Đài có chủ liệu cái việc mà ông sẽ bị bắt lần hai như vừa rồi không ạ? Dạ, xin thưa là tất nhiên khi đã dấn thân vào con đường đấu tranh thì mình cũng biết rằng nó sẽ có rất là nhiều sự khó khăn và chắc chắn là mình biết rằng nó cũng sẽ có những sự bắt bớ, nhưng mà quả thật cái đợt vừa rồi bị bắt nó cũng hơi bất ngờ đối với cả chúng tôi. Vì chúng tôi cũng không nghĩ rằng, vì chúng tôi cũng nghĩ rằng Việt Nam cũng đang ở trong một cái quá trình tiến bộ và trong một quá trình tiến bộ về nhân quyền, và cái sự bắt bớ tất nhiên nó cũng bất ngờ đối với tôi, là nó cũng rất là bất ngờ. Bởi vì tôi tất nhiên là chúng tôi cũng xác định cái con đường đấu tranh, nhưng mà quả thật chúng tôi không nghĩ rằng lại có thể dễ dàng bị tra tay đến như vậy. Hôm nay là ngày 30 tháng 4 thì là một người Bắc, thì bà có suy nghĩ gì về ngày này? Dạ, tôi thì sinh ra, tôi thì không có được chứng kiến về cái sự kiện 30 tháng 4 thời đó. Nhưng mà theo như cái lời nói của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt thì ông nói rằng cái ngày đó có hàng triệu người vui nhưng cũng có hàng triệu người buồn. Thì tôi cũng chỉ biết trả lời như vậy thôi. Còn và tất nhiên khi mà ra đến bên ngoài thì tôi cũng hiểu về nhiều điều hơn. Vâng, đối với tôi thì tôi cũng chỉ biết nói lại câu nói của Thủ tướng Võ Văn Kiệt thôi ạ. Ngoài ra thì bà muốn chia sẻ gì thêm về chuyện của chồng bà, luật sư Nguyễn Văn Đài ạ? Vâng, lúc này thì thật sự là tôi đang rất là lo lắng cho chồng tôi, đang ở tại nơi lao tù đã hơn 4 tháng nay rồi, tôi không được gặp mặt và tôi cũng không biết về tình trạng sức khỏe của chồng tôi như thế nào. Bởi vì cái lúc mà bị bắt ấy, thì chồng tôi cũng chưa được lành lặn vết thương do một lần đi dạy, do trước khi bị bắt 10 ngày chồng tôi có đi dạy nhân quyền ở tại Nghệ An và chồng tôi đã bị đánh. Thì sau đó thì về nhà 10 ngày sau thì bị bắt, thì cái vết thương chưa được bình phục. Đó là điều mà tôi rất là ngại, rất là quan ngại. Và một cái điều tiếp theo nữa là chồng tôi cũng bị bệnh viêm gan B. Cho nên là trong thời điểm này tôi cũng không biết là sức khỏe chồng tôi ra sao. Và hơn nữa thì cái việc ra cách ly thì nó là một cái điều vô cùng là khắc nghiệt. Và nó là một cái điều trái, tôi nói thật lòng là trái với cái lương tâm và trái với cái đạo lý. Bởi vì nhiều khi tôi thấy tôi rất là phản đối cái điều 88 đó, vì nói rằng và nhất là lại buộc tội chồng tôi theo cái điều 88 là ở trong cái chương vi phạm về an ninh quốc gia. Tôi thấy rằng chồng tôi không có làm gì để ảnh hưởng đến an ninh quốc gia cả. Chồng tôi chỉ đang làm điều tốt cho quốc gia Việt Nam, đó là bảo vệ nhân quyền cho chính người Việt Nam. Và chồng tôi không có vũ khí, không có làm cái gì đó thuộc về bạo động hoặc cái gì đó cả. Nhưng mà và cái hành động của chồng tôi nó cũng không có gì là nguy hiểm đối với cả cái quốc gia Việt Nam cả. Vậy mà lại giam giữ chồng tôi một cách cách ly như vậy, hoàn toàn không biết tin tức và luật sư không được phép tham gia. Và như vậy thì sẽ khiến cho chồng tôi ở trong đó bị bịt tất cả mọi cái đầu mối về giao tiếp. Và tôi không biết rằng chồng tôi ở trong đó có những cái sự nguy hại gì, có những cái sự khủng bố tinh thần nào không, thân thể thì có được khỏe mạnh hay không. Thì tôi thật lòng tôi đang rất là lo lắng. Đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ đến quý vị về những cái tâm tình của gia đình trong thời gian vừa qua. Xin cảm ơn bà đã trả lời phỏng vấn của BBC tiếng Việt.
Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và xin chào tạm biệt quý vị. Dạ vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều và xin cảm ơn quý thính giả của đài.